Tại sao một dentist, một lab scientist và một lead auditor lại làm kinh doanh online? Mình là Trâm và hiện nay Trâm đang là một medical lab scientist. Mình là Bạch Trác, là nha sĩ ở Michigan. Mình là Hannah, mình đang sống ở Quebec và là một lead auditor. Mình là Đông, hiện đang sống ở Michigan và Đông cũng là một lab scientist. 2 năm trước đây thì trong khi mà Trâm biết được là làm kinh doanh online thì có rất là nhiều tiềm năng, cho nên là Trâm đã đi tìm rất là nhiều cơ hội để mà làm kinh doanh, nhưng mà cũng chưa có may mắn tìm được một cái mô hình nào mà phù hợp. Thì nhưng mà cũng không có bỏ cuộc, Trâm cũng đã tìm hiểu qua rất là nhiều mô hình khác nhau và cuối cùng tìm được một cái công việc mà Trâm cảm thấy nó phù hợp với những người mà có công việc chính và muốn kiếm thêm thu nhập on the side giống như là chị em Trâm đây, cũng như là muốn làm một thời gian thì mình sẽ có cái nguồn thu nhập thụ động để mà mình có thể là sống một cái cuộc sống tự do hơn, không có bị gò bó về cái thời gian nữa. Thì sau khi mà Trâm vào làm một thời gian không lâu á, thì cái doanh nghiệp của mình phát triển cũng rất là tốt và cho ra cái thu nhập đều đặn hàng tháng. Thì lúc đó thì Trâm đã giới thiệu với chị Đông cũng như là chị Bạch Trác là những người chị rất là thân với Trâm để mà vô làm cùng với Trâm. Thì và cũng nhờ vào sức mạnh của mạng internet cho nên là đưa cái mẫu quảng cáo của Trâm đến với chị Hannah ở Quebec. Thì từ đó thì mấy chị em làm việc với nhau, và tụi Trâm đang xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp online và có thể kiếm thêm thu nhập từ cái công việc đó ngoài cái công việc chính của mình. Trâm biết là chắc là có lẽ là dạo gần đây mọi người rất là nhiều về kinh doanh online nhưng mà cũng chưa có biết là đâu là legit một cái mô hình kinh doanh hợp pháp, cũng như là tìm cho mình một cái người mentor mà có thể là dìu dắt mọi người đi đến thành công. Thì mọi người biết không, là với cái tính pháp lý của cái business này thì mọi người có thể yên tâm, bởi vì bản thân Trâm hay là chị Bạch Trác hay là chị Hannah và chị Đông sẽ không có risk cái career của mình để mà làm những cái gì đó mà nó không có hợp pháp. Cho nên là nếu như mà mọi người đang quan tâm và thật sự là muốn tìm hiểu nhưng mà cũng đang e ngại về cái sự thiết thực của cái business này thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, và tụi Trâm hoàn toàn có thể giúp mọi người tìm hiểu kỹ trước khi mà mọi người bắt đầu cái công việc này. Để biết thêm thông tin chi tiết thì mọi người chỉ cần để lại tên và địa chỉ email bằng cách click vào Learn More, và tụi Trâm sẽ liên lạc để mà cung cấp thông tin cho mọi người. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn mọi người đã xem cái video này và hẹn gặp lại mọi người bên trong. Bye! Bye.